Xin kính chào quý vị. Đài Lý Tô Sài Gòn TV chúng tôi hân hạnh trở lại với chương trình Tử Vi và Số Mệnh phần thứ 2 hàng tuần ngày thứ 6 từ 2 giờ PM đến 3 giờ PM giờ California. Và kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta hôm nay nói về ông Tập Cận Bình với vận số năm 2018. Và kính thưa quý vị, đây là phần chúng ta sẽ nói về cuộc đời và vận mệnh của ông Tập Cận Bình. Kính thưa quý vị, ông Tập Cận Bình sinh vào ngày 1 tháng 6 năm 1953. Năm nay 2018, như vậy ông được 66 tuổi âm lịch và 65 tuổi tây lịch. Thứ nhất là ông có một cái mệnh thủy và mộc tâm cục. Người mà có mệnh thủy mộc tâm cục như thế là đất bản thể nó sanh cho cây cối. Như vậy là cái mọi sự tiến thân trong đời mình nó tương đối dễ dàng, nó sẽ sinh vượng, nó sẽ tạo sự nghiệp tốt đẹp, tốt xấu, và nó thuận lưu dễ dàng bởi vì cái mệnh cục là như vậy. Kế đến, ông có cái mệnh của ông đóng tại cái cung thân, và cái thân của ông á thì là đóng ở trong cái cung dần. Đây là người mệnh kiếp thân không, mà cuộc đời của mình là có cái cô thần nữa, thành thử rằng là cái tâm tư của ông là đây là cái con người kín đáo. Địa mệnh kiếp thân không là cái người mà dám làm, dám quả quyết, dám cương quyết và rất là bí ẩn đi làm mọi sự mọi việc. Ông được sinh trưởng ra trong một gia đình mà cha mẹ của ông thời bấy giờ người ta gọi là tử phá, có cái đế ngộ hung đồ, cha mẹ mình đang gặp những khó khăn, những cái sự bất mãn, cũng như là tử phá có khi người ta còn gọi là loạn thần đắc quái, là cái người cha mẹ là cái người giỏi tháo vát, người có cơ sở, là cái người mà có chức phần chức quyền lớn ở trong cái cuộc đời này. Nhưng mà lúc bây giờ sinh ông vào năm 1953 đang ở trong cái vai trò mà gặp những cái nguy hiểm đến ngộ hung đồ, tức là đã gặp những cái khó khăn sóng gió rồi, bây giờ sinh ra ông cái bản mệnh chính mà người ta muốn nói đến đó là mệnh kiếp mà thân không, là vô chính diệu. Chỉ may cho ông là ông sao ông có cái sao đồng lương giao hội. Đây là cái cách mà gọi là đức sanh, làm việc gì cũng có sự tính toán, trí quan tâm minh. Đồng lương trí quan tâm minh là cái người tính toán, sắp xếp và có cái phục binh ở mệnh của mình, lại có cái địa không nữa, cho nên cuộc đời của ông rằng là sự nghiệp lên rất là vũ bão hùng tráng, nhưng mà cuối đời của ông sẽ đến lúc đi xuống không còn gì nữa. Đây là cái sự suy sụp có thể rất là nguy hiểm, nhưng đây là một người giỏi tháo vát, người có tính toán cơ mưu, tính tình mệnh có cô thần, cho nên thâm trầm và ít ai cứ đoán được. Nhưng trong lá số tử vi thì người ta có thể biết được vận thời, vận số mệnh của ông. Mọi sự ông đi đều tiến triển tốt đẹp. Ông đang vào ở trong đại vận ngồi địa không. Đây là một cái đại vận mà người ta gọi rằng là đến lúc mà mình sẽ tự hạ bệ mình xuống, tự mình chuyển hóa cái mọi vai trò để giao cho người khác. Trong vòng 5 tới 6 năm nữa là cái vai trò của cái đồng lương ngồi địa không phục binh, ông sẽ có sự bất ngờ về những chính sách mà thay đổi cái cuộc đời sự nghiệp của ông. Đây là cái người mà lá số của ông có cái thê cung. Thê cung là thiên cơ thái âm, có hóa khoa đào hoa, hình ảnh vợ chồng thì rất là tốt đẹp, nhưng mà đường con cái thì lại có những cái sao vô chính diệu, là chiếu những cái sao mà liên tham cột kỵ, thế là đường tứ túc duyên nghiệp với con cái thì không có được thành tựu. Nhưng mà thành tựu ở cái cung thê và cái vận thời mình đi rất là tốt đẹp. Ông có một cái triệt trải qua ở trong cái giai đoạn từ 45 cho tới 55. Tuy nhiên sau khi trải qua đó thì ông lại về đến cái tử phá của hóa lộc, tức là dùng cái tư tưởng, cái quyền hành của mình mà biến hóa và thăng trưởng lên tạo một sự tốt đẹp. Đây là một lá số mà thành tựu và sóng gió nặng nhất của ông vào những năm dần và năm thân, đó là những năm chúng ta ghi chú. Đây là một cuộc đời thành công huy hoàng, con người thâm trầm bí hiểm, rất là giỏi, rất là liều lĩnh, người có đầu óc lãnh đạo, bởi vì mệnh có địa kiếp thân có địa không, mà bởi vì cái thân đóng một chỗ cái đồng lương trí quan tâm minh và đồng lương giao hội. Đây là cái cách mà phục binh của cái đồng lương của cái người tính toán, trong bề ngoài rất là nhẹ nhàng, trong rất là âm thầm kín đáo,
nhưng đây là một cái tư tưởng lớn, một cái con người phải xem như là một Tào Tháo của thế kỷ 21 này. Số lượng cuộc đời của ông chưa về, chúng ta cũng cũng cảm thấy được cái trong cái chương trình giới hạn của chúng tôi là như vậy. Và chúng tôi xin hẹn quý vị rằng là chúng tôi sẽ nói chi tiết rõ ràng hơn ở trong cái YouTube, xin quý vị đón xem sau. Và bây giờ thì tôi xin phép vào phần giảng giải lá số tử vi như trong chương trình chúng tôi đã soạn thảo trước. Giảng giải tử vi số mệnh cho những người gọi vào. Đây là một cái phần rất là phấn khởi và rất là tuyệt vời, rất là hay để cho những người mà gọi thẳng vào để biết ngay số mệnh đời của mình như thế nào ngay lập tức. Thì tôi xin phép vào phần hỏi cái người năm tháng ngày giờ sinh. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh của người gọi vào ạ. Dạ vâng, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh ạ. Alo. Xin phép được qua người khác. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh ạ. Sinh ngày 1 tháng 3 55 tuổi 10. Rồi, ngày 1 tháng 3 dương lịch nhá. Ngày 1 tháng 3 dương lịch rồi, năm dạ, năm 1 ngày. Để chúng ta xem mình để ngày 1 tháng 3 thôi. Sinh 1955. Sinh lúc mấy giờ? 1 giờ sáng hay 1 giờ trưa? 1 giờ đêm á chắc ạ. Một giờ đêm như thế là có khả năng sinh vào giờ Tý nhá. Và đây là người nữ, tôi xin nói lặp lại rằng là cô cho biết rằng là ngày 1 tháng 3 năm 1955 và sinh vào giờ Tý. Cô lắng nghe đến cuộc đời và số mệnh của cô như sau. Thứ nhất, đây là người đàn bà mà có mệnh thân đồng quân thiên tướng đó, ở cùng trong cái cư mệnh của mình, mệnh kim nhưng mà đóng một đất mộc, tức là nói chung là sức khỏe của mình thì nó không có được tốt lắm. Và cái giỏi của người này là một người thiên tướng ngộ bạch hổ, tức là khi mà làm việc là xông xáo và chờ cho được cái thành công ở bước đầu đời của mình rất là tốt đẹp. Sau này lấy chồng thì cũng lo cho chồng, lo cho con, nhưng mà số phận của mình không có được hưởng cái cung con cái. Con cái sau này thì nó sẽ thành tựu và nó sẽ lo cái đường riêng của nó, và không có hợp với con cái, nhưng mà sẽ buồn bởi cái cung chồng, bởi vì cung chồng là cái người tôi gọi rằng là nghiêm khắc, kỹ lưỡng và nóng tính và khó tính. Tuy lên chồng cũng là người tốt, nhưng nói chung đây là một lá số về cái dấn thân của trường đời, cái cuộc sống của trường đời, thành công từ bước đầu đời mà thôi. Cuối đời của mình là cái người tôi gọi là chung chung, tức là sống được chứ không có giàu có và vinh hiển như những người khác. Sơ lược số mệnh là như thế. Tôi xin phép vào phần dẫn giải lá số cho người khác. Alo, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh của người gọi vào ạ. Ngày 54, 4 giờ chiều. Rồi, 54 ngày 9 tháng 10. Và xin cho biết là sinh vào lúc mấy giờ ạ? Chiều 4 giờ. Giờ chiều 4 giờ 54. Rất là 54 có thể thuộc lùi là 2 giờ, nhưng mà không sao. Tôi sẽ phải lấy giờ thân cho. Đây là người nam hay nữ ạ? Nữ. Rồi, người nữ sinh vào ngày 9 tháng 10 năm 1954, vào sinh vào giờ thân. Đây là cái mệnh số của người này. Thứ nhất, đây là một người nữ mà có cái sao ta gọi rằng là mệnh vô chính diệu hữu bậc đấy. Người có lộc tồn, cái chân mạng của người này là cái người ta gọi rằng là phải chung chuyên vất vả và chống vào đời đó, đi vào đời cả một đời của mình luôn luôn gặp nhiều cái sự đố kỵ, sóng gió và chông gai, bận rộn suốt đời, lo nhiều việc, chung chuyên vất vả lắm. Và sóng gió trong gai lắm, chứ không phải là những cái đời nhẹ nhàng là có chồng lo đâu. Có chồng nhưng mà rồi cuối cùng cũng phải đi đến cái chỗ chia ly, chia tay, và phải bươn trải cái cuộc sống của mình cực khổ lắm nha, cực khổ trong gai. Và cuối đời của mình là cái sự buồn khổ, đau khổ và nhiều người đố kỵ và không có thành công. Đây là số mệnh là như vậy. Kính thưa quý vị, chúng ta vào phần quảng cáo thương mại của đài. Hẹn gặp lại quý vị trong giây lát. Xin kính chào quý vị.